Anh Hùng. Anh Hùng ơi. Anh Hùng. Anh đó. Dạ. Ngủ em. Anh có biết là em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? Lẽ ra anh phải là chồng của em mới đúng. Tới đây làm cái gì vậy? Cô chủ đó rồi. Cô chủ đi vắng rồi. Cái đó tôi biết. Sao anh biết? À thì cô mới nói nè nên tôi mới biết. Bây giờ cô chủ không có nhà, anh về đi. Chứ còn cậu chủ đâu? Cậu chủ đang ngủ. Wow, sao lại ngủ sớm vậy? Còn gì nữa không? Anh về đi. Chưa, hộ khẩu trong nhà còn nhiều người mà, hai cô chủ đâu? Linh với Nhi đi về ngoại rồi, ngủ ở đó luôn. Trời, sao dầu sôi lưu ổng mà ngủ hết trơn vậy? Thôi tiêu rồi, trai đơn gái chiếc giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, mình nhìn mình còn chịu không nổi, huống chi là cậu chủ. Không được, cô chủ ơi, vì cô chủ, cho dù có thịt nát xương tan, lép này cũng chiến đấu đến cùng. Chắc mình... Vậy để em rót nước cho anh uống, uống xong anh nhớ về nha. Ở đây gần tôi rót dễ hơn. Vậy anh uống nước đi. Làm gì mà đuổi mình như đuổi tà vậy? Tôi biết hết âm mưu của cô rồi. Anh uống xong chưa? Anh về nha. Tại sao đêm khuya mà mặc đồ giống như đi dự hội vậy? Lâu lâu em thích mặc đẹp một bữa. Nhưng mà cô nên đề phòng á. Thời tiết bây giờ thất thường lắm. Thường có mưa, rào rải rác. Và trong cơn mưa thì có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật cấp 2, cấp 3 có thể hướng giật trên cấp đại học luôn á. Nên cô nên đề phòng, cảnh giác. Anh nói giống như là đại khí tượng vậy đó. Ủa sao cô biết? Hồi xưa tôi tốt nghiệp ngành thiên văn học đó. Có vụ đó nữa hả? Trời, cái ngành của tôi là nhìn xa trống rộng đó, cho nên không có ai qua mắt được tôi đâu. Thôi giờ em mệt quá à. Cả ngày hôm nay em làm rất là nhiều việc, anh biết không? Biết rồi, tôi nhìn là tôi thấy mệt rồi. Thật quá mà dọn cái bàn cũng chưa xong kìa. Cái bàn này giống như mới nhậu xong ha. Thì em cũng đang tính dọn đó. Ồ, một bức tranh thủy mặc đẹp ơi là đẹp. Bức tranh có gì đâu lạ, anh làm như anh mới thấy lần đầu vậy đó. Ô, bình bông quá đẹp. Cái bình bông này ngày nào tôi cũng cắm vậy hết á, có gì đâu đẹp. Ô, dễ tới cái cây. Ô, đẹp lắm. Thôi được rồi, anh thích ngắm á thì ngày mai tới đây ngắm ha. Bây giờ là khuya lắm rồi, tôi rất là mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, anh hiểu không? Anh về cho. Sao Thắm có đuổi tôi như đuổi tà vậy? Bây giờ anh nghĩ coi, ở đây có một mình tôi với anh à, mà đêm thì khuya, tôi sợ. Thắm sợ gì? Sợ má là có luôn hả? Thôi thôi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Bây giờ khuya lắm rồi, xin anh về cho. Anh làm ơn về giùm tôi đi, không có nói nhiều nữa. Cái gì bạo lực quá vậy? Phá đám không à? Anh.
được hai đứa mình nữa. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá. Hai đứa vậy trời. Trời ơi, sao lại là anh nữa vậy hả? Good evening, how are you? Anh tới đây làm cái gì? Hồi nãy bị đẩy về gấp quá, tôi bỏ quên cái telephone. Cho nên quay lại kiếm. Oh, telephone. Where are you? Oh. Where are you? Telephone. Where are you? Telephone. Anh tìm thấy chưa? Chưa. Có khi nào anh để quên trên xe không? Không có. Có thể ở nhà anh làm sao? Không có mà. Trời ơi, nó rồi, hồi trưa nó mất cha nó rồi. Hả? À không, ý tôi nói là hồi trưa á, là vẫn có. Đều về nhà vẫn còn. Lên xe vẫn có. Tới đây mới mất nè. Đừng có nhìn tôi như vậy nha, tôi không có lấy à. Không, tôi nghĩ nó quanh quẩn đây thôi. Tôi tìm cũng phải gặp thôi à. Số điện thoại anh số mấy? Hay là đưa số đây, tôi nhá máy cho. Ồ, ý kiến hay quá. Rồi, cô có điện thoại chưa? Rồi chưa? Rồi. 0808 13508. Số gì ghê vậy? Gì đó, số ghê. Cô tưởng tôi 13 năm không tắm đó hả? Không phải, là 0808 103508. Trời ơi, không có liên lạc được. Trời ơi, vậy là chắc nó hết pin rồi. Không có đâu, anh đi về đi. Không được đâu. Đối với cô thì chiếc điện thoại đó là bình thường. Nhưng đối với tôi đó, nó có một hành trình đầy gian khó. Để tôi mặc niệm cái khoảnh khắc mất mát to lớn này. Nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi anh biết không? Khuya lắm rồi. Thời gian đối với tôi giờ là vô nghĩa. Thời gian ơi, dòng sông xưa nay không còn nữa. Em ra đi không nói một lời. Và đục cười heo ác trên môi. Telephone. Ơi, anh biết giờ này là mấy giờ rồi không? Tôi biết rồi, càng khuya tôi càng phải la lớn. Đừng có ngủ. Trời ơi, anh đừng có hết nữa. Không hết bây giờ. Mực mắt này lớn la lớn, tôi càng phải la lớn, la lớn. Trời ơi, anh đừng có la nữa được không? Bây giờ anh có nằm giả ở đây thì cái điện thoại của anh nó cũng đã mất rồi, anh hiểu không? Không được, tôi có chết tôi cũng phải tìm cho bằng được. Nó là như trái tim của tôi, không thể nào mất được. Ủa? Ôi là trời. Telephone, trời ơi, quá trời ơi. Điện thoại, telephone, where you are. Telephone, where are you? Bây giờ anh tìm tới khi nào? Tìm nãy giờ lâu rồi mà cũng đâu có thấy đâu. Khi nào chạch đẻ ngon đa, sao đẻ dưới nước thì ta mới gì. Trời ơi. Lép ơi, về câu chủ, cho dù phải ngậm đắng nuốt cay, chịu bao điều sỉ nhục,
cũng phải kiên quyết giữ vững thành trì cho cậu chủ. Cố lên, cố lên, không được bỏ cuộc. Yeah, ấy da, giật mình. Đúng là bị thần kinh.